anh mẹ. Bỏ phun vô túi lẹ, mau lên. Bụng vò nó bụng vò. Ờ mau lên. Bụng vò nó bỏ quần. Ừ, rồi. Rồi đi lẹ lên, đi lẹ lên. Đi lại đi. Đi lại đi lẹ. Cầm kèm dưới. Ừ, vậy nè. Đi rồi. Đi rồi. Vậy nè. Ừ, đó. Ok. Rồi đi lẹ đi nhanh lên mất kịp. Alas, đi lẹ. Kịp đi dưới vỏ văn chương rồi. Chờ đâm chỉ đi chậm hoài. Đâm chỉ hoài. Phúc ơi. Ma là ma vậy. Ma ơi. Là ma ơi, là ma ơi vô hả? Không lẽ. Ê, cho qua chú ơi. Là ma hả? Thấy đẹp quá. Ờ, có liền. Mới đi chợ về hả? Đi xe ghét mua cái đường binh à. Vậy đó. Ờ, có giường nữa. Ừ. Anh cũng biết có giường nằm ngủ gì thấy không? Ừ. Phải chán chứ sao giờ. Ủa trời ơi, bữa nay lượm được cái nệm về chà bá lửa rồi để nệm lại giường luôn. Được có lấy. Theo Thiên về tới đây hay vậy? Hả? Mà Thiên về được mới hay. Cái xe kìa. Hả? Xe đi chợ. Đó, rồi bây giờ là có luôn cả cái giường nệm cao gáo ngủ nha. Ngon lành lắm. Lại áo vô coi đâu rồi. À, người ta ở mình mà cho nên người ta phải lo đi, chứ. Ôi trời ơi, không vinh được cái mặc áo đi. Đi nói không có áo à. Áo quần giờ không biết đâu hết. Kêu kêu. Vậy đó. Giờ mát xô cái thầy. Đúng rồi. Được đâu. Mát xô quá. Sao có nhiều dây quá vậy? Còn được lắm chứ không biết đổi. Còn được lắm chứ không biết đổi đâu. Con xài được phải không? Con xài được chứ, dẫn rồi. Xài được không? Xài được. Con xài được. Tốt lắm. Ai xăm cho em được. Hả? Ai xăm cho em đẹp vậy? Ở này trong tù xăm á. À, trong tù xăm. Xăm tu, mới xăm tu với gì rồi. Sao vậy? À, ai vậy? À, Xuân. Kỳ quá. Chicken đó. Anh Thiện đi làm được, có tiền mua gà chiên xuống cho mọi người. Cho nên giờ anh thích gác đi. Để giống nói mình. Mà... À, bữa đó nghe Xuân nói tiếp đi rồi. Mình có qua bển cũng mừng anh em. Giờ anh Phúc gán giống vậy đi. Hả? Anh Phúc gán làm giống vậy đi. Thì không sao đâu. Chờ khi nào mà anh đâu đó xong hết rồi. Xong cái gì hoài luôn. Mình muốn xong lâu quá. Chắc chờ 32 tay mới xong đó. 32 tay mới xong không? 32 tay hả? Để cái bàn tay coi sao bàn tay em đây nè anh bé. Trời ơi cái bàn tay này cái kiểu này. Bàn tay kìa. Cho thể làm neo nha. Đó. Để thể cắt neo làm da tay cho anh nha. Sao rồi anh bé? À, cũng bình thường. Cầm tay chân rung dữ vậy. Rung quá, tẹn gà nhiều quá cho nên tay chân rung. Khỏe không? Thiệt với tay chân tôi cũng rung thiệt cái tôi nắm cái nặng nặng quá trời luôn. Nhà xưa tôi cũng muốn chơi đâu phải không? À là xếp. Tôi xếp nhiều quá. Hả? À, cũng đói lắm mới ăn cơm. Bây giờ chị Dung nói lần sau lên bờ là chị Dung cưới anh Phúc kìa. Ồ vậy đó hả? Ờ, để Phúc bà... kiếm tiền đó đã. Chị Dung cưới anh. Cưới, 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 cưới. Ừ.
đâu được để đồng bà trả không có gì chứ ngoài trước giờ để đồng bà trả nhiều rồi không sao hát tặng chị Dung bài đi giờ biết hát gì đâu mùa thu lá bài Dung đó chị Dung thích bài đó ai cũng thích bài đó mùa thu lá bài không tôi xét cho một người dân mà có gì đâu thì anh em như phải tay chân cùng nhau hòa lại thì đội vỗ tay tưng bừng nó kêu lớn hơn camera hát thua một người dân coi cái gì nữa camera hoài mắt mình giật camera đó ta nói mà giải uống nước cam thì một người dân đôi khi con nghĩ có tình đôi khi không nghĩ cho mình giúp người xa cơ nào tính toán chi đâu mà tại sao anh em một nhà chung một dòng máu sanh ra đủ điều rào trước đón sao này ai ơi hai chị nhớ lấy một câu anh em như bát nước đầy tình thương mà hợp lại thì còn gì mà vui hơn cuộc đời mồ côi vất vả lắm ai ơi nhiều khi trời chờ gió đâu có ai mà lo giống vậy đó say quá hay quá hay quá hay quá hay không dễ thương lắm, thương lắm không được rồi bản nào không nóng quá đi tôi dặn gà miếng cho anh em vui coi Thôi thiên hết trơn á kêu à. Bình Dương chứ sập thuốc nào không tới. Cái gà nó còn gái. Thiên hết kêu à. Về cho nó vụ đi bắt gái rồi kêu em. Mang về cái đã. Có thiệt gì đâu á trời. Cái sập thuốc là em hai em vậy đó. Chứ chậm tiền trước rồi trở đi sao. Nói gì đó lạc. Hả? Mà Thiên hết kêu vậy. Bình Dương mà. Bình Dương có quân quà đâu nó như vậy. Bạn nó đuôi trời. Tay lên xung quanh thiếu gì ổng hơi nắng nhét lỡ lỗ tai anh thiện lúc trước cũng lỡ rồi lên bờ tắm sạch mấy bữa không có gì giờ nặng rung quá không sấy luôn chạy khỏe hả giờ thấy mập mập đó nói vậy đi mình thì không biết chiều nào đây để coi độc phẩm còn ngon quá mà chưa bỏ được ghê mới nói vậy bây giờ nè độc phẩm ngon hay là gái đẹp ngon cá đẹp cũng ngon muốn lấy hết muốn lấy hết luôn dễ sợ chưa hả sao dễ lấy đồng phẩm đi trời tiêu xong rồi đồng phẩm nó cũng đâu đó đó phẩm cũng đâu đó đó nghe xong rồi nếu không ai cũng mời chị phải không rồi tiếng cười ông thì chọn cái đẹp giờ phút chị nói vậy đó đồng phẩm rồi là con người đồng phẩm đại diện của con người là đồ ăn nói coi là đồ ăn của con người hả? Nếu vậy ai cũng đâu có gì chi thấy vậy đó cũng ra dễ đâu anh thiện cái được rồi nhiều khi phút nó thiệt có khi mười mấy hai chục năm vẫn còn đụng trở lại đó sửa chứ biết thì dễ ra lắm không biết cả đời thì đó biết thì dễ ra lắm thì mình thoát đi mình thoát ra đi chưa hút cũng giống như hút vậy đó dễ sợ chưa đúng rồi tại vì mặt ốm quá không linh hồn dữ lắm bây giờ anh nghĩ gái đẹp là đồng phẩm đi mặt mía ốm quá đi đôi thật ra Phúc cũng muốn lắm chứ nhưng mà cái gì cũng vậy hy vọng ngày nào đó có một cái duyên gì đó em đến với mình thì thật ra Phúc cũng vậy thôi Phúc cũng có một người mà mình yêu thương chứ cô ta tên là Nguyễn Nhật Lệ Thanh á hãy nhớ đi qua hướng khác hả đi hướng khác hả đi xa rồi đó không chỉ đi xa mình chỉ muốn nói vậy thôi Nguyễn Nhật Lệ Thanh nó đi xa rồi sao U-turn lại đi xa xa cỡ nào bây giờ anh đi lên đi thật ra yêu thương một người yêu thương một người cũng giống vậy đi qua Mỹ hai ngày tụi tôi không còn gặp nhau tới giờ Nguyễn Nhật Lệ Thanh mới nhớ cái tên đó người đó là xưa ghép để đi á nhưng mà tôi nghĩ khi còn sống á dạ Việt Nam giống như cưới ghép chồng với vợ để con trai để đi chung á cho nên đời mà ghép ổng đi đi mà có thương bây giờ còn nhớ mà ổng nhớ những người nào ổng thương ổng in trong lòng nhắc hoài em Mì Bùi với Nguyễn Nhật Lệ Thanh hai người đó là nhất quyết hình thật ra mình hiểu chứ trong tim bóng hình nó cũng vậy thôi để hở người ta rinh để chính nó rinh à để chính nó rinh để chính nó rinh nó hở lên để safety box cầm cửa hả để safety box thật ra cái gì như vậy biết miếng bánh thì sẽ thấy được
camera nó cũng giống như cái máy quay phim gì đó. Cũng giống như nói cái phone, thật ra cái phone đâu biết nói chuyện. Nhưng mà nó làm được tất cả trong đó. Những cái gì cũng có hết. Không biết tại sao không? Hả? Thì bởi vậy mới hỏi biết tại sao không? Không biết bao nhiêu phút. Hả? Không biết không nói. Phút thì không nói được. Hiểu nhưng mà không nói được. Nói còn thật đi. Nói nhiều khi không khéo thì tội lỗi. Nhưng mà cái phone nó cũng vậy đó. Con nó cũng là con. Nó trốn đứng này đó, đứng xa xa. Chỗ tiền thủy là chỗ tiền thủy. Kìa nó đứng đây nè. Đứng ra đó, nó tránh xa xa, nó không lên mừng hòa đồng á. Đem gà đâu? Gà với xôi, với là cơm nữa. Gà. Còn order rồi để đâu? Em biết nếu gì chứ, không biết nó có order không? Không, nếu gì đưa anh đi ăn. Đưa em đi ngoài ăn hả? Đưa ngoài ăn cho em đi, anh Phúc. Chắc không đi đâu. Như đó anh được rồi. Xin vô xe chạy. Đi chơi tụi em đi. Em nói sao xa quá trời đi. Thôi em mới xuống đây thôi. Một người biết khi nào mình đi thử đi. Đi xe nó mới bay đúng quá. Đúng rồi. Bây giờ ngày mai ha. Rồi mai. À, ngày không, ngày mai chở ổng đi cho ổng đi mai chơi đi. Mai đi Phúc tắm rửa đâu đó đàng hoàng. Ok. Thiệt ha. Dạ. Thiệt nha. Nói nhớ ha. Ở trên xe có miếng xà bông nào không? Xà bông gì không? Cứ kéo đi. Trên xe này cái xe này mai không có gì hết trơn. Kỳ vừa, ở ngoài sao kỳ vừa anh nói anh thích anh vịt quay anh nhớ không? Yeah. Tụi em mua xong tụi em sẽ đi kiếm anh quá không? Có không làm Phúc về đâu thấy đâu. Ừ nhưng mà tụi em đâu dám để đây sợ đó nó ngồi á. Tụi em tới đi kiếm anh quá trời nên không có anh. Chị Hà, chị nhớ kỳ vừa rồi mình đi ướt chị Hà, rồi mình đi kiếm anh quá trời thích, anh nói em thích anh tại nhớ bữa đó không đó. Bữa đó anh nhớ nói là 4 giờ quanh lại đó. Yeah. Quanh lại đâu có thấy anh đâu. Có không? Có, anh đi mất tiêu. Tụi em quay lại mà thiệt. Mai đi nha, mấy giờ mình tới đó nè anh chị. Ủa thế về đâu em? Mai đại khái kêu anh đừng đi đâu đi. Mai mấy giờ còn mấy giờ? À, thì buổi trưa đó từ bắt đầu 11-12 giờ. Ok anh đừng có đi đâu là được rồi. Rồi anh nằm ở nhà rồi anh lo chuẩn bị lau chùi tắm rửa sạch sẽ cái em đem giày mới đem quần áo mới lại cái anh thay ha. Ừ rồi dẫn anh đi hớt tóc cạo râu không nhà mơ dẫn ông đi hớt tóc cạo râu trước cái mới dẫn ông đi ra ngoài chơi đi ăn uống phải đi theo tụi em nha chứ không được rồi đi về á đương nhiên. Ừ phải đi mới cởi mở được biết không. Dạ không có gì đâu. Thật ra Phúc hiểu mà. Dạ. Hiểu ra nhau rồi được rồi. Dạ, hiểu nhau được rồi. Dù trước dù sau cũng là vui. Sáng chó chạy ra ngoài nè. Tối nay ở đây ngủ canh chừng. Thì thường thường có đôi khi cũng ra ngoài ngủ. Thật ra cũng không ai muốn ra ngoài ngủ. Nhưng mà hoàn cảnh nó đẩy đưa thì phải chịu. anh cả lương cho em bạn đi. Thủy thích ăn phố khác cái lương. Cái lương. Dạ. Khô có à, có nước gì không cho uống miếng không ta? Cho uống miếng nước trước đi. Ở đây có nước không? Ổng nhớ Thủy ha, gặp Thủy có một lần hà là sao cái gặp hỏi ai vậy? Thủy với ai? Mà nhớ hay lắm. À Lạch à. Lạch ơi. Đi lượm gì? Đi lượm gì trời chết rồi. Đi hái nấm đi vô cỏ. Bắt dế. Đi vô cụm dế trời. Bắt cào cào. Nó bắt cạp, cái bắt cạp. À, uống nước, có nước luôn. Trời ơi, tặng cho Thủy, bữa nay có Thủy tặng rồi. Cảm ơn anh nha. Ăn bơm luôn, thấy không? Trên cái nè. Hớt luôn kìa, thấy không? Thấy không, thấy Thủy được đâu ghê, mấy anh em này đâu. Cải lương đi. Hả? Cái gì vậy? Nó hòa đồng vậy đó, bởi vì mấy anh em thì mới thấy được cái tình cảm. Cảm ơn anh nhiều nha. Tặng cho Thủy luôn. Thật ra không có gì đâu. Vậy hát tặng cho Thủy thích cái lương á. Thủy thích cái lương kìa. Nếu được tiếng rồi bằng mình, con nghĩa là em sẵn lòng tha thứ tội. Nguyệt ơi, kể từ nay chúng ta sầu yếm bên nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng. Tuy không đàng hoàng là giao ước, nhưng cùng nghĩa là vợ chồng mình sao chưa có nhau. Người ta nghi ngờ nó đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao hiểu được anh với em đã vượt qua khung khổ của gia đình, là chúng ta nối lại mối tình xưa duyên cũ. Khán giả đâu rồi, vỗ tay đi. Cảm ơn khán giả. Anh ảnh ai nấy quay phim vậy, không ai có tay chứ mấy ông này cũng vui lắm quay luôn. Hát keo khi sao anh hát hay vậy? Cái lưng á. Thật ra hồi nhỏ đã hát rồi. Vậy
Yeah. Ơi anh chị quay lên có thử paradise này này kia muốn cho anh lên hết không? Bây giờ thủy đang nổi tiếng, thủy lăng xê đi. Paradise thì thủy lăng xê anh Phúc đi, thủy một lớn cũng trăm bây giờ nó over quá nhiều rồi. Lăng nổi té thủy. Nè nè anh cầm này cho em chụp hình Minh Phúc cái rồi chị niệm đi. Nè chụp cho. Để anh Thắng chụp anh Thắng xem qua cho em nha. À hả? Cho em chụp anh với anh cái nha. Vô máy của em đi. Để em lấy cái này em chụp. Dạ. Ồ cái máy của em đi rồi. Thấy anh Phúc thấy ai cũng thương anh Phúc, thấy không anh Phúc? Đó đâu có ai khoảng cách với mình đâu. Mấy chị, mấy em gái nữa nè. Thích anh Phúc dễ sợ luôn thấy chưa? Cho cầm tay anh chút xíu nha. Trời ơi ôm tay chút xíu luôn. Cười lên 1, 2, 3. Quá đẹp luôn. Dễ thương chưa? Cũng hiếm lắm thật ra. Wow. Phúc qua Mỹ giờ. Quá tuyệt vời chị. Dễ thương chưa? Dễ thương ha. Bây giờ là Phúc nổi tiếng cả thế giới rồi. Rồi nổi tiếng. Ừ. Bây giờ anh Phúc ăn miếng gà chiên cho mấy anh chị em vui đi. Biết rồi, lát ăn, lát ăn. À. Anh Phúc này có anh Hùng có Phúc này anh em kiểu này được. Để xảy luôn. Đẹp anh Phúc đập đập nghe chị đẹp không? Đẹp, dễ thương. Ha, dễ thương ha. Ông kia thì ngồi ngay góc này. Giờ ông này, giờ ông này. Ông này á thì lựa cái góc cây ngồi ha. Ông này là ngồi ha, ngồi hút thuốc. Rồi ông kia nha, quay ông biết. Đây, ông này á thì cầm bấm cái phone xuống ha. Rồi ông kia đi bắt dế. Ông kia là cầm đỡm. À một ông này thì ngồi cầm hõm, còn ông này đi bắt dế ở trong cỏ. Ông này đi bấm gì đây. Đó, ông đó đi bắt dế trong cỏ ha. Rồi ông này. Hỏi ông này bấm gì. Đang coi hấp dẫn. Bấm gì? Đó, mấy ông này vui lắm. Rồi đây là ông Phúc. Ở cái thiền nó thường cả tuần cả tháng anh ở bên kia rồi. Anh vậy anh ok, anh muốn hút cái gì á anh. Dạ. Để có việc làm rồi anh sung sướng ở trong nhà sung sướng. Để cũng đỡ mừng mình cho. Dạ. Biết nói hả? Khi nào anh lên, anh lên với anh thiền đi. Chị Hằng có phòng đồ. Chắc cũng lên chứ. Lên. Đó, mai có thể chị anh em mình đi ăn chung với nhau mình bàn việc đó được. Giờ mai đi. Mai đi. Dạ. Mai đi. Hả? Dạ. Mặc đồ ra đó trên đàng hoàng. Được không? Thiệt chứ. Mà đi không có đồ về nha chưa? Đi với Hằng là không có đồ về nha chưa? Là mời Hằng với Thủy là mặc đồ vé đi sexy nữa hả Thủy? Để đi chung với anh Phúc cho nên anh Phúc đi với người đẹp là phải lịch sự. Đi ăn mà gì không đòi về là sao? Tại vì đôi khi đi giữa chừng cái anh đòi đi về không? Đâu có đâu. Có em không có anh, không? Anh hứa em rồi anh hứa. Hứa rồi là không có em đâu. Okay. Em ở Sắc Tô chạy xuống đây mấy tiếng đồng hồ á. Uh-huh. Mà em là không biết lái xe nó nhờ người này người kia cực lắm em xuống đây gặp anh này. À sao thất hứa với em được chị? Uh-huh. Anh em nhìn anh Phúc anh em không thất hứa với em đâu. Yeah. Uh-huh. Em ở xa mà. Chị ở đây chạy nó dễ còn em xa lâu lâu mới gặp anh lần anh đâu thất hứa với em chị. Ha anh ha. Dạ. Cứ về đi. Cứ về đi nha. Vậy ăn miếng gà đi. Mai em thích ăn gì? Thì mai đi mai tính. Anh Phúc là không có ăn thịt. Mai mình đưa anh đi cắt tóc nè. Cắt tóc cạo rau. Sao biết mà thịt. Giỡn hoài. Anh ăn thịt anh ói. Ê, nói ổng không có ăn thịt, ổng nha, ổng liếc hàng ổng nói sao biết không ăn thịt. Thôi bây giờ này mình hỏi đèo mình cũng biết bao nhiêu cái cây rồi, mỗi đêm cây à. Anh Phúc mừng cắt tóc rồi lên bờ đẹp trai lắm mà nha. Tắt nhạc anh thiệt, thiệt tắt nhạc anh này. Anh thiệt, anh Phúc anh lên bờ mà cắt tóc rồi lên bờ sạch sẽ rồi anh mặc vô anh nó hả trời gái theo dài dài luôn. Đúng rồi. Thiệt. Thế dài không? Anh gái nhóc. Giờ sợ gái lắm kỳ không biết. À. Hả? Sao sợ gái vậy? Không biết nữa. Kỳ vậy? Chắc ăn chay. Ăn chay thì đó, that's why Hằng nói anh Phúc không ăn thịt. Ai cho anh này đi. Em nói anh Phúc không ăn thịt. Đi đây. Cái chuyện anh đâu có vậy. Ừ. Bạn gái cho hả? Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đảo khổ. Đừng nói xa nhau cho nước mắt rạn trào. Nhà rõ mừng sẽ lên mà. Nhất định. Lên phải hai ba em đi theo vậy đó. Đúng rồi. Anh Phúc bây giờ lên bờ ngon lành đi là có hai em đi kế bên vậy đó. Ừ. Yeah. Để làm cho xong chuyện cái đã. Xong chuyện hoài em nói chuyện gì. Thật ra đại qua rước anh Phúc lên bờ luôn. Thật ra mình hiểu được mà. Phúc hiểu chưa? Đây là dưới nước mà. Đang sống dưới nước mà. Đang sống dưới nước. Dạ. Cho nên nước lên hình xuống bóng về thì nước qua. Hình hát thì đại ca. Cà cà cá ca ca.
Nó nhò nó thơm. Cái gì nữa? Nước giò thì... Đang nói với quẹo chỗ khác á. Chỗ quẹo quẹo vậy đó, quẹt quẹt vậy đó. Vui. Nó quẹo đó. À, vui là được. Vui là được. Đó, hát đó, hát hay lắm. Mấy cái miếng này về. Nè, vô vô lấy đồ gì cho Thủy nữa nè. Nè nè Thủy ơi, giờ vô lấy đồ gì đặng cho Thủy nữa đó. Cho em vô coi được. Đó, vô đi. Anh lấy gì cho em hả? Vô coi. Làm bạc gì hả? Coi chừng cho ăn cục nữa nha. Một xoài. Thấy cục một ngàn nha. Cái giường này ngủ cũng được, anh tha cái này về. Nhưng mà muỗi ruồi nhiều quá, anh lấy cái mày đi giặt bớt hay gì đi. Ruồi không à. Chỉ có trang bị đồ mới, cái cũ mà quăng thì với ảnh, mấy ảnh đâu có giặt đâu. Trời ơi. Cái nào đem xuống rồi bỏ ra. Cái gì vậy? Ok, có gì đâu. Chết rồi. Thuốc điện tử, môi môi thấy cổ ngậm miếng. Sao đỡ đâu? Đâu đủ rồi. Nhà ta có nệm đi giục ra bớt đi cho nó gọn. Tắt nhạc hiểu không? Phúc ơi lên bờ đi anh. Hả? Anh lên bờ đi. Thấy anh ở kiểu này cái khổ à. Đâu biết đâu khổ. Rùi rồi tùm lum tà la. Nó bay lung tung. Ở ngoài này có chị Hằng này giúp đỡ anh nè. Đồng mạng nè. Anh lên lên bờ đi. Nhiều năm rồi chứ. Rồi mắm rồi nhưng mà đâu chỉ anh trẻ, chỉ đâu anh còn trẻ mà. Đời mà. Anh nhỏ, chắc anh Phúc nhỏ tuổi anh em nữa à. Không biết hỏi anh gai xanh năm nay. Anh Phúc bao nhiêu tuổi rồi anh? Không nhỏ không lớn chứ nửa xưa nửa sạc rồi. Nửa sạc. Ông nói nửa sạc. Nửa sạc là cỡ nhiêu? Là sạc pin hả? Là pin mà nó sạc vô nửa hả? Là 50% đó hả? Thế đó. Ừ vậy hả? Cũng có ok mà chứ 100 mới sợ. Phối nè. Sao? Đó, đây là sự không? Có thuốc á. Đây lên bờ cái là có hai em gái đẹp đi hai bên luôn. Đi lên đi. Thế em thì anh ở dưới này tiếc quá à. Em tiếc quá. Tiếc rồi. Tiếc. Đâu đầu tiếc. Thay cái cách mình suy nghĩ là mình làm được hết á. Giống em nè, con thay cái cách suy nghĩ bây giờ em vui vẻ rồi. Thật ra đời không muốn vui. Dạ. Yeah. Tại vì có nhiều thứ quá. Không biết làm sao. Hôm nay muốn hên em mang từ ngày em xuống gặp anh hên quá trời. Hên không? Hên. Nói với anh. Dạ, em ngồi đây với anh ha. Hên thiện. Nhạc anh nè. Cảm thấy tắt nhạc anh nè. Em thiện kìa lên bờ thấy ngon lành không? Được ngon không? Bây giờ anh Phúc lên đi, anh Phúc cũng ngon vậy luôn á. Anh Phúc lên bờ đi anh Phúc. Phúc khó lên lắm. Tại sao? Chìm rồi. Không có chìm. Không có chìm. Đi lên đi. Đi lên đi. Mai mà chị em mình đi ăn rồi mình tính tiếp ha. Không mai đi ừ. Mai rồi tính. Mai. Ừ. Chắc mà. Tại vì cái gì cũng vậy, nhiều khi bất ngờ quá hiểu không? Ừ, bất ngờ để cho ừ. Thời gian cho anh suy nghĩ. Còn cái gì cũng vậy. Ừ. Phúc cũng hiểu được mà. Yeah. Làm người như thế nào học khó lắm á. Yeah. Muốn học làm người được mọi người yêu thương không dễ đâu. Đúng. Khó lắm. Thấy chưa anh? Làm dâu chỉ trong gia đình mình đã khó rồi. Ừ. Đừng nói chi làm dâu cho thiên hạ. Ừ. Anh làm dâu cho thiên hạ phải không? Ừ. Ý anh nói vậy hả? No thì Phúc chỉ nói là làm dâu trong một gia đình là đã khó rồi. Ừ. Đừng nói chi mà làm dâu cả thiên hạ. Ừ. Giống vậy đó. Ừ. Khó lắm. Đâu có làm dâu ai cả thiên hạ đâu. Giờ buông bỏ hết những cái gì. Bước lên. Mạnh dạn bước lên.
đi tụi em thật đều thật lòng thương anh Phúc, muốn giúp anh Phúc thoát khỏi cái cảnh này á. Nha, thấy thương đó. Thương lắm. Thương thì em xuống đây mà em làm thương gì nào thì đau khổ gì đó. Anh Phúc không, em về Sacramento ấy, em xuống đây em gặp nhiều người mà không biết về việc về Sacramento, lâu lâu em nhớ tới anh ấy, tại sao? Thì lúc nào cũng nhớ anh Phúc xuống rồi cái đòi đi kiếm anh Phúc không à? Giống mình anh em mình giống có một tình máu anh em ở trong hồi xưa kiếp nào em cũng biết. Cứ xuống là đòi đi kiếm anh Phúc. Nhớ thì khi nào đi? Mai đi. Mai đi ăn. Mai đi ăn. Kiếm tiếp anh ha. Ăn xong rồi cùng nhau đưa Thủy về Sacramento luôn ha. Khi nào em về? Chỉ cần thật lòng nhất định sẽ được gặp. Đây cái tay quánh thiệt anh nè, làm manicure nè, em là bệnh nghề nghiệp, em thấy cái tay này em muốn em thật em ra Phúc làm. nó thật lòng. Tay Phúc cũng phải xấu gì đâu. Không có xấu. Cũng vì thiên hạ đó. Cho nên muốn nói gì đó, làm người cũng vậy khó lắm. Phúc cũng vì thiên hạ mà tay chân nát vậy đó. Cho nên sự đau đớn của Phúc đâu ai hiểu nổi. Không ai hiểu đâu. Tụi em hiểu mà. Chị Hằng hiểu. Cho nên mới bỏ nào? Cái đau đớn nó qua hết. Không mới nhớ làm gì. Mình lấy lại cuộc sống mới. Có tụi em nắm các anh, kéo các anh lên. Không có bỏ các anh đâu. Ha. Nghe lời đi. Đây có anh Thiện rồi, được rồi. Thiện với gì quên rồi. Tất cả các anh nó đều lên bờ hết, trở thành người tốt hết rồi đó. À, không phải. Bữa bỏ anh Mía đi lang bang. Còn chị gì thấy dưới kia vậy? Mía đi chơi, chị gì? Chị nào vậy? Nói ai nói tên thử chị nào vậy? Chị nào mấy bữa trước hay đi chung đó. Chị gì? La Lai đó. Chị nào vậy ta? Chị Dung hả? Phải không? Chị Dung ở về Việt Nam rồi. Chị mà định cưới anh đó hả? À, không hả? Có. Vậy chị nào tên gì đây? Đi với ai? Đi với Hằng hả? Ừ. Đâu có chị nào đi với Hằng gặp anh Phúc đâu ta. Hiệp á hả? Chị La Lai hay... ốm ốm á, tên gì đây? Ốm ốm mà lai là ai vậy trời? Anh mà nhớ được hay đó, anh nha nói ra coi. Mới gặp hồi nãy nè chứ đâu. Vậy hả? Chị đi đâu ở đây vậy? Hả? Chị đi đâu ở đây? Khó hiểu quá hả? Ừ. Giống như mấy bữa thấy đi lang bang vậy mà. Lai ốm ốm chị, Lily li hả? Lily hả? Lily đi xuống đây luôn hả? Chạy qua đây hả? Đâu biết đâu. Vậy gặp ở đâu? Gặp ngoài center, Lily hay đi ngoài center. Lily thấy lần này em xuống thấy anh ốm hơn sao chị? Đúng vậy ông bớt phải không chị? Vừa em thấy ông ăn đậu không, ông mập vậy đó. Ông ăn tối ngày ăn cái peanut butter thôi đó. Vậy thôi. Ông ăn gì cũng sống đó. Vậy thích ăn, em thích ăn vậy ha, nó khô rồi sao anh đi cầu được bón đó anh chị ơi. Cho nên ông đau bụng hoài đó. Anh Phúc không có gia đình hả chị? Ở bên Việt Nam không. Ngon quá chết hết rồi. Anh Phúc có đứa con nào? Hả? Anh có đứa con nào? Có 7 đứa rồi. 7 đứa luôn. Đâu có đâu. Nói gì hả? 7 đứa đâu, 7 đứa. Thì chứ. 7 đứa. Nổi á. Nhưng mà con có thiên hạ không? 7 đứa con đi ngã. Mình chưa đẻ. Đi ra đi. Cho người hát cho tụi em. Nó được rồi. Thích âm thanh anh Phúc hát rồi. Anh làm miếng sáng dậy anh hôm chưa? Hồi sáng lắc chiều anh. Ôi là trời. Bây giờ hai ông đó, ăn ông thì xuống dưới góc kia, ăn ông kia thì đái. Ê, ông Mía làm gì vậy? Anh Danh. Có chân cắn á, cắn á. Alex cũng đái ông nói. Thôi. Lắng vắng léo quéo à. Làm gì vậy? Ngồi đàng hoàng ra. Má lên, quay mặt ra. Ngồi đàng hoàng lại. Ăn á hả? Trời ơi, quay cái gì trời. Ăn gà hả? Ừ. Quay chi vậy trời, giờ mắc cỡ rồi đó. Nha, đúng mỗi gì? Lần đẹp quá giờ sợ quay này lên ngày giờ mắc cỡ à. Thôi. Không có gan mà ngồi mắp gà đó tội nghiệp. Dương Sơn ơi, cái này đúng là trời đài ha. Ừ. Trời đài. Đám đâu.
Vậy chứ cái gì đài? Cái gì đài? Đài gì trời? Trời đài đó. Đang tự muốn vậy mà. Ờ, tự muốn vậy. Chứ không phải trời đài hả? Ừ. Không phải cái kia đài. Mà ông nói tự muốn vậy. Dạ. Mấy đồng uống nước. Cảm ơn chú. Uống nước coi nha. Uống nước ngọt không? Giống kiếm người yêu đây cũng khó. Thằng ấy nói khi nào có người yêu mới lên, nhưng mà em đi lên anh lên mới có người yêu chứ. Đúng rồi. Mà có anh Phúc lên mới có người yêu. Người yêu. Giống như anh Thiện cũng lên này mới có người yêu, chơi với đây đâu ai dám yêu. Tin thằng đi lên đi có người yêu liền. Thiện bây giờ có thật ra đồng bà. Anh Thiện nhà nhiều người yêu lắm. Vậy đó hả? Ờ, khắp thế giới yêu luôn. Đồng bà thế? Ba Phúc cũng đã nhiều quá rồi. Nói chuyện nghe nhiều người yêu lắm, khắp thế giới yêu luôn. Đâu, về tay ơi. Anh Thiện giờ là khắp thế giới yêu luôn. Chị Thân ơi, về anh tay ở đây. Around ơi. The world. Yeah. Cười ông nè. Cười ông kia kìa. Chị Thân ơi, về anh tay ơi. Tay đây đó. Ông kia là đứng kêu ai ở ngoài đường á. Mỗi người đúng là có một cái thế giới đó. Này là mỗi người có một thế giới riêng của họ. Vậy ông kia đâu rồi? Ông Lạch đâu rồi? Ông nào? Ông Lạch tưởng cái gì vậy? Trời, đúng là mỗi Lạch à, không có đi lắm đâu. Dục vô lắm ông nội. Trời đất ơi, dục nha. Ở nhà tao mới mua cho trái banh đẹp về lượm nữa tao đập chết đó. Anh à, giờ má lạnh đi lượm đồ kìa. Thấy coi nè mọi người, coi mà áo sơ mi mà đi lượm đồ kìa. Thấy ơi, dòm kìa. Trời ơi. À, lượm cái bánh đẹp ha. Không có lượm, mi mới mua cho. Trời ơi, cái bánh đẹp mất chết rồi, muốn lượm. Bánh của anh Phúc ơi. Ờ nè, ông không trả. Bánh của anh Phúc ơi. Bánh của anh Phúc, anh Phúc ơi. Ê, còn trả nhớ của anh Phúc luôn. Ừ. Nói rồi anh Phúc không trả lại không? Nó đi lượm cái trái vô lại. Nói rồi anh Phúc trả là trái vô lại. Ê, hồi nãy nó thích đi chơi bowling lắm mà cơ hội nãy đi chơi bowling không được đó. Bữa nay nó rủ đi bowling nó mới đi đó. Nó thích chơi bowling lắm. Nó chơi rồi. Ây da. Trời ơi, mình đâu có gì đâu. Trời ơi, vô mặt tôi bây giờ á. Ui dồi, tới cái đầu đau quá. Thích tẩy chưa? Anh Mía à, thôi đừng quậy nữa, đủ rồi anh Mía. Lấy cái bò chả. Hôm nay chỉ con gì mà chú nhớ. Trời màu tối chắc dạ lắm ai ơi. Nhiều khi trời chờ gió đâu có ai. Chứ đúng hả? Tội gì đó. Quay lưng, quay lưng đẹp trai. Em buồn em lấy ra em coi. Dạ. Ông hát thử. Lấy ra đằng lại bỏ. Để với ổng chụp hình đẹp quá trời sao anh không có giờ nữa. Nha. Vậy vô chổng ngồi đó, ông cứ tự kỷ như vậy đó. Không, ổng giờ có người nào thương thiệt ổng là ông này lên bờ được. Ông nói khi nào có bạn gái thì lên, nó lên mới có bạn gái chứ. Thật sự anh Phúc bây giờ có một cái tình yêu thật đến với ổng á, là ảnh lên bờ ảnh sẽ cai. Cái bên ảnh sẽ có cái cục hít tình yêu. Đúng không? Là cái kia là cái nó không có giá trị gì với anh Phúc nữa. Đúng không? Thế ra ngoài chơi đi, đừng nấp ở trong đó. Nó được, không chơi. Nấp ở đây chứ vậy? Ừ, đâu có gì đâu. Thấy ai? Dạ. Cái vỏ tiền lẻ đó. Tại vì chỉ sẽ sợ là anh nhiều quá, anh Phúc làm cái tầm bậy chơi nhiều thôi. Anh Phúc biết không? Nào, còn mặc đồ sexy dữ vậy. Phải không? Anh nè, lúc đó, lên bờ đi. Nguy hiểm hả? Sao nguy hiểm? Hả? Dạ, em hỏi anh là có 100 tuổi không? Nó cũng đồng, tôi cũng có 100 tuổi lắm chị. Sao sao? À, không có cho, không có tội, biết không? Anh là, cảm ơn. Sao? Cho anh Thủy đổi 100 tiền lẻ kìa. Kè đưa cho Thủy đổi. Chết liền à. Phải không? Móng túi coi. Không có. Đưa thay dạ, để làm gì? Không có. Không có. Không có thì mà. Có. Tôi cho anh trăm đi lâu lâu nữa cho. Ô, ảnh khá, ảnh bỏ mất. Bậy. Anh Danh ơi. Ổng mới nói chị mặc đồ sexy vậy đó, đi dưới suối coi chừng nguy hiểm lắm. Ai? Anh Phúc á. Vậy hả? Thank you. Ở trong túi này có được nhiêu? Ai cho rồi nãy giờ? Có ai cho không? Có mấy đồng lẻ nữa. Yeah. Để mua nước uống nha anh Phúc ha. Tụi em không có tiếc tiền với anh Phúc đâu. Thiệt, tụi em không có tiếc tiền với anh Phúc. Anh Phúc lên bờ đi, tụi em lúc đầu lo cho anh Phúc có phòng ở, mướn phòng cho anh Phúc ở. Rồi sau đó đó là anh Phúc, em kiếm việc làm, anh Phúc nghe lời em, anh Phúc đi làm. Là có tiền trả tiền phòng.
chứ tụi em không phải là tiếc tiền không cho anh Phúc ở đây cũng quen, tại cho tiền sợ anh Phúc hút cái kia nhiều, anh Phúc không còn biết người ta, chứ không phải tiếc tiền với anh Phúc. Anh Phúc hiểu không? Không, em nói thiệt đó. Ừ, nhức đầu quá. Bây giờ nhức đầu hả? Thôi ngủ đi ha, đừng có chơi đó nữa. Ok Phúc, có người tìm ở trên kìa. Ai vậy? Nào, bạn bạn nào vậy? Mấy người cho đồ ăn. Anh mé sách xuống đi. Có cái chị này thỉnh thoảng cho đồ ăn ổng hoài à, mà không biết ai vậy. Điều tra coi. Vợ cũ hồi xưa hả? Anh Phúc, vợ cũ hồi xưa hả? Nó không nói thiệt em nha. Có cái chị đó hay đưa đồ ăn cho anh Phúc đó. Cũng bạn thôi chứ có gì đâu. Bạn đi club thì chơi chung bên. Vậy hả? Bà cho hoài à, lâu lâu bà cho hoài à. Còn nhiều người thương anh Phúc đó. Anh Thiện thấy không? Lúc anh Thiện không chịu lên bờ, tụi em cũng tới năn nỉ tưng tiêu anh Thiện vậy đó. Bây giờ anh Thiện ok rồi. Phải không? Ha Thị? Thị ơi, Thị không? Nãy giờ chị Hằng nói, này ông đứng buồn buồn hoài đó anh Thiện thấy không? Hồi đó anh Thiện cũng chưa lên bờ, mình cũng theo mình năn nỉ tưng tiêu ổng vậy đó. Rồi bây giờ là tới anh Phúc vận động viên cho anh Phúc lên bờ, giống như được cuộc sống giống như anh Thiện nữa. Anh Thiện tới nói anh đi, nói chuyện ảnh đi. Kêu anh lên ông anh đi. Nói chuyện nhiều rồi. Ông này lên nổi, ông kia lên nổi. Ông biết chưa lên được là ông đó không lên. Ông Sơn chưa lên được là ông không lên, ông Thiện nói vậy. Đâu lại coi người ta cho ông cái gì vậy? Rồi ông Lạch đâu rồi? Trời ơi, ông danh quả giỏ đi tuốt thằng kia nữa rồi. Ông Lạch đâu nữa rồi? Giữ mấy ông này mệt luôn á. Cho cái gì vậy? Người ta cho cái gì vậy? Người ta cho cái gì, người ta cho biết đâu. Dạ dạ, đâu lấy ra coi. Cho đồ ăn nó dài gì á. Cho đồ ăn rồi dày dớ lắm. Thấy người ta thương Phúc không? Ta kêu đó, ta kêu Phúc lên lấy. Ta thương lắm, nhiều người thương ổng lắm. Mà hồi xưa đó, chưa có quay ổng lên YouTube, không ai biết, ai cũng sợ ổng gần chết, không ai dám lại gần. Mà khi mà ta coi rồi, người ta biết tới giờ nhiều người cho ổng thấy cái niềm thương lắm. Nói hại, anh đâu đánh ai đâu. Hồi đó ổng đi ngoài đường, ta sợ ổng lắm. Lên múa. Giờ lên không? Lên không Phúc? Lên đi nhậu không? Hả? Lên đi nhậu không? Chưa lên đâu. Nhậu quá nhiều. Em Phúc này lên bữa nào mình cho ông nhậu bia một bữa, ông xỉn té mình coi thử ta. Mình lên nhậu đi. Em Phúc uống cỡ nhiêu xỉn Phúc? Mình nhậu cũng quá nhiều rồi. Vậy hả? Quán sát đi quá nhiều. Thôi vậy giờ tụi em đi ha. Rồi. Ok, rồi ra đây từ giả mấy anh em đi. Từ giả thủy được luôn đi. Thế khe từ sáng gặp ha. Giờ không có gì đâu. Mai có duyên thì gặp lại. No, mai tụi em mình đi diễn đối diện nát. Mới ra ngoài đi chơi hả? Ừ. Dạ. Dạ đi. Mình hiểu được mà. Nhớ về cái chỗ Open Your Heart and Just See. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Open Your Heart and Just See. That's right. Mình nhất định sẽ lên mà. Okay. Dạ, chơi xét. Giữ gìn sức khỏe. Okay. Nói gì đó, tới đất là xoay tròn mà. Dạ. Lên trước lên sau cũng là lên. Lên sau cho mọi người được vui vẻ được rồi. Nói vậy là phải chắc á. Yêu thương cũng vậy đó, trên trên dưới dưới. Anh biết tụi em thương mấy trên anh thiệt dưới mà. Ngoài xe bữa nay hình như cái xe đâu có đồ ăn đâu. Thương mất tí rồi. Hình như không biết có không, có dọn ra chưa ta. Hình như xe đâu không có gì. Ok, thank you tất cả. Bye. I love you. Love you too. Dạ nhau. Mai gặp anh ha. Mai gặp, dạ. Cảm ơn anh. Ok, bye anh Phúc. Bye mấy ơi. Rồi, bye anh Phúc nha. Dạ. Hứa cho tụi em mà nhớ ha. Biết rồi. Ok, bye. Sexy quá rồi. Ông nói sao sexy quá. 11 giờ rưỡi, 12 giờ em tới nha. Bả vậy nè, tôi thỉnh thoảng phải ăn bận sexy gì để chọc mấy ông cho mấy ông chịu lên bờ. Là sexy dữ rồi. Dạ, tại vì mấy ông biết cuộc đời ở trên có rất nhiều cái đẹp. Thí dụ các anh có thích những người đẹp thì phải có hình dạng đẹp, đúng không? Đúng. Cho nên là thỉnh thoảng cái cách thằng ăn mặc sexy như vậy nè là cho mấy anh thấy cuộc đời còn rất nhiều cái đẹp. Biết không? Ok, bye anh, mai gặp. Ok, bye. Bye, bye. Ok, love you too. Love you too. Thôi đủ rồi, nhiều đâu không đủ rồi. Để ông lấy bỏ chuột ăn đó. Đi lẫn cho chị Thủy một miếng. Rồi em Danh thì đứng đống đó kìa, lách đâu. Trời ơi, kêu lách lên lên. Alo. Ở đây nè, đây nè, Alex ở đây. Alex ơi.
vẽ à đó trời. Ôi lên ơi, ôi lên trời ơi. Nó đấy, nó đấy, nó đấy. Đây hả? Ông già thiện gốc mình nữa. Ủa chú đáy hả? Rồi. Đáy hồi nào? Ừ. Đáy hồi nào? Ôi. Vậy đi giờ gì vậy? À đi về, đi về. Đi chưa? Còn đi lại cho chị Thủy nữa, cho gà. Ờ, cho gà Thủy nữa. Đi. Không có đá lên. Đi. Đi lẹ lên. Trời ơi, tại sao lúc nào cũng thích